Cả nhà ơi, Xuân Hồng đang làm món rau càng cua trộn dầu giấm ngon lắm nè. Mời cả nhà vào ăn thử nha. Ở bên Mỹ mà mình có rau càng cua là quý lắm. Còn ở Việt Nam á, thì Xuân Hồng nghĩ là đâu có quý đâu đúng không? Ở Việt Nam rau càng cua rất là rẻ tiền. Nhưng mà bên Mỹ thì có rau càng cua là quý vô cùng, không phải nơi nào cũng có đâu. Bây giờ ở San Jose, ở miền Bắc Cali của Xuân Hồng đó, thỉnh thoảng có bán rau càng cua ngon lắm. Mà vừa rồi Xuân Hồng được một người bạn ở Idaho là bé Trang. Trang ơi, cảm ơn em nhiều tặng chị rau càng cua nha. Bây giờ chị làm rau càng cua trộn dầu giấm ăn rồi mời cả nhà Facebook vào dùng chung luôn nè. Ở Việt Nam Xuân Hồng nhớ rau càng cua đó người ta không cần trồng luôn, mọc đầy ngoài vườn. Thậm chí phải nhổ bỏ đi nữa tại vì nó lan dữ lắm. Nhưng mà bên này rau càng cua trở thành một cái món rau mà rất là đắt đỏ luôn. Mà lâu lâu mới có nha, phải dặn trước đó, chứ mà lúc nào cũng có đâu. Đây là rổ rau càng cua mà Xuân Hồng đã lặt, rửa sạch rồi nè. Ngon không? Yummy. Huyền Chi ơi, rau càng cua ngon lắm em ơi. Chị thích ăn rau càng cua lắm. Rồi, bên này là rau càng cua Xuân Hồng đã trộn với dầu giấm rồi. Cái này là Xuân Hồng đã trộn cho nó thấm rồi đó, nó xẹp xẹp xuống rồi đó, cả nhà thấy không? Linh Sài ơi, Xuân Hồng được một người bạn mua ở cái tiệm bán trái cây Việt Nam trong khu Century đó em, trên đường Story á. Có Trang ở Idaho qua đi đi vòng vòng chơi cái mua tặng cho Xuân Hồng đó. Em ra đó mua thử nha. Hello em. Rồi. Hello Xuân Tiên. Hôm nay em đi chùa em. Rồi đây là cái sốt dầu giấm mà Xuân Hồng mới làm xong nè. Cả nhà thấy không? Cái sốt dầu giấm của Xuân Hồng có hành tím á, hành hương á. Xuân Hồng bào mỏng cái bỏ trong cái chén sốt dầu giấm như thế này nè. Sorry cả nhà, hôm nay Xuân Hồng hơi khàn tiếng là tại vì bị allergy á. Cái ho ho mấy cái nó khàn tiếng luôn à. Không sao ha. Đó, cái này là cái sốt dầu giấm nè. Hồi nãy Xuân Hồng làm, Xuân Hồng nhớ là cứ Xuân Hồng đông 3 4 muỗng canh giấm giấm gạo á. Giấm gạo nha, đừng có dùng giấm trắng kia nó gắt lắm. Ở Việt Nam có giấm chuối nữa là rất là ngon. Cỡ 4 muỗng canh giấm á thì Xuân Hồng bỏ khoảng 3 muỗng canh đường với lại một muỗng cà phê muối. Rồi một muỗng canh đầy dầu ô liu. Dầu ăn á. Ở Việt Nam dùng dầu ăn cũng được, không cần dầu ô liu đâu. Trộn đều lên cái mình mới nếm thử coi vừa ăn chưa. Nếm thấy nó chua chua ngọt ngọt xong rồi cái mặn mặn á, cái mình mới bắt đầu cho cái hành hương mà bào mỏng vô nha cho nó thơm. Cái dầu giấm ngon hay không là nhờ cái hành hương này nữa. Mình cho hành hương vào chung với dầu á, cái dầu giấm mình nó ra cái mùi rất là thơm. Đó, quan trọng là mình nếm cái khẩu vị của gia đình mình. Để Xuân Hồng nếm thử miếng nha. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Cho nên nãy Xuân Hồng nhớ không lầm là ráng nhớ nha. Tại vì nhiều khi mình làm trên cái cooking show lửa hồng á thì Xuân Hồng ghi chép ra. Còn bây giờ nấu ăn cho gia đình á thì không có ghi chép ra. Nhưng mà Xuân Hồng ráng nhớ là 4 muỗng canh đầy giấm gạo, thì 3 muỗng canh đường cát, một muỗng cà phê muối, một muỗng canh đầy dầu ô liu, một muỗng cà phê tiêu nữa, tiêu đen đó nha, mình xay ra cho thơm, trộn đều lên nếm mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, vị chua hơi nhiều chút xíu, rồi mình mới thả một củ hành hương mình bào mỏng vô nè, mình trộn đều lên như thế này thì có một cái sốt dầu giấm rất là ngon để mình trộn với lại rau càng cua, trộn với xà lách son hay là trộn với rau muống chẻ cũng được nữa. Rồi bên này thì Xuân Hồng có rau càng cua đã rửa sạch rồi để ra rổ cho ráo. Xuân Hồng lấy một nửa thôi, còn nửa để dành. Một nửa Xuân Hồng cho vào cái thau nè. Xuân Hồng mới rưới rưới cái sốt dầu giấm vô. Rưới vô như thế này. Chế lên, chế lên. Rồi trộn. Trộn lên nha. Trộn xong xuôi rồi bên này Xuân Hồng có cái dĩa mà xếp cà chua. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới gấp. Trộn đều lên thôi à. Gấp rau càng cua ra. Đó, em phải quay một tay là một tay mới ghê chứ. Rồi em mới gấp gấp. Cả nhà có thể luộc trứng á, luộc trứng gà rồi mình cắt làm hai làm tư cái mình xếp xung quanh dĩa như thế này nha. Rồi có thể xếp thêm dưa leo nữa. Nhưng mà hôm nay Xuân Hồng không có hết dưa leo ở nhà rồi, không có xếp xung quanh được. Với lại cũng không có ăn trứng nữa. Tại vì mới ăn trứng ngày hôm qua, hôm nay không ăn cần ăn trứng.
Đó, sườn hồng mới lấy hết tất cả rau càng cua. Mà ăn đến đâu trộn bấy nhiêu thôi nha cả nhà nha. Ăn bao nhiêu trộn mấy, bấy nhiêu, đừng có trộn nhiều quá để nó xẹp, ăn nó không có giòn nữa, nó không có ngon. Ví dụ như mình ăn hết rồi mình muốn ăn dĩa nữa thì mình trộn tiếp. Đó, sườn hồng trộn như vậy là được một dĩa nè, ngon không? Rồi cái bây giờ sườn hồng mới, nếu mà muốn thịt bò đó thì cả nhà mới Hello Sao Mai. Ừ, Sao Mai ở Florida nhiều càng cua lắm mà em làm ăn nha. Rồi, bây giờ Xuân Hồng làm rồi nè, Sao Mai với cả nhà nè. Trộn rồi nha, nhớ là trộn cái salad hay là cái càng cua cho thấm cái sốt dầu giấm đi. Bên này Xuân Hồng có thịt bò filet mignon nè, Xuân Hồng cắt ra rồi ướp chút xíu muối, chút xíu nước tương, chút xíu bột bắp, chút xíu dầu mè, tí xíu rượu nấu ăn nữa. Rồi chút xíu đường nha. Rồi trộn trộn lên cho thấm, cái Xuân Hồng phi tỏi cho thơm, rồi cái xào cái thịt bò vừa chín tới tắt lửa liền. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới cho thịt bò lên trên nè. Đó, cả nhà thấy không? Nếu mà cả nhà làm thêm trứng trứng luộc bày xung quanh nó càng đẹp và hấp dẫn hơn nữa. À ngon quá. Chả nước miếng rồi. Em đã đói bụng quá rồi. Chỉ cần một một mình Xuân Hồng thôi có thể ăn nửa dĩa như thế này. Không cần ăn cơm gì hết trơn á, ăn vậy thôi á. Em nó hiền lành lắm, em nó ăn uống khiêm tốn lắm, chỉ cần ăn rau càng cua trộn thịt bò thôi, không cần món gì khác hết á. Đó, cả nhà thấy ngon không? Cho thịt bò lên nha. Rồi nếu được thì cả nhà rắc tiêu lên trên thịt bò này cho ngon nè. Rồi ha, bây giờ nè, cái sốt dầu giấm của mình hồi nãy mình trộn trong rau càng cua rồi đúng không? Bây giờ mình cũng cần phải rưới chút xíu lên trên thịt bò nữa để mình ăn miếng thịt bò cũng ngon mà miếng rau càng cua cũng ngon cũng thấm nữa. Đó, rưới chút xíu lên. Rồi xong rồi. Rưới chút xíu nữa. Rồi xong, ngon quá. Đó, như vậy đó là mình cứ thế mình share với cả nhà, cả gia đình mình dùng một dĩa như vậy được rồi, còn thích thì làm thêm dĩa nữa. Nhưng mà nếu mà mùa này có rau muống ngon đó, cả nhà chẻ rau muống ra làm cũng ngon lắm. Hoặc là rau xà lách son á, mình rửa sạch mình làm y chang vậy cũng ngon lắm nha. Hôm nay Xuân Hồng mời cả nhà vào ăn rau càng cua trộn thịt bò hay là rau càng cua trộn dầu giấm cũng được nữa. Và cái dầu giấm á, Xuân Hồng pha như vậy, còn cả nhà pha cứ theo mình làm giống như khẩu vị gia đình mình ăn thôi à. Nấu ăn là cả một nghệ thuật với là cả một trái tim trong đó mà. Mình nấu ăn làm sao đó mà gia đình người thân mình dùng thấy ngon là mình vui rồi, không cần thiết phải giống ai cả nhà ha. Nhiều khi Xuân Hồng nói vậy em cả nhà làm còn ngon gấp trăm lần Xuân Hồng nữa thì sao, thấy không? Xuân Hồng biết mà, cho nên là mình cứ nấu nướng làm một món ăn với cả trái tim tấm lòng của mình thì người thân người thưởng thức người ta sẽ cảm nhận được và ăn thấy ngon miệng là được. Giống như Xuân Hồng làm dầu giấm là 4 muỗng canh giấm giấm gạo nha, đừng có dùng giấm trắng, 3 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu, rồi 1 muỗng canh dầu ô liu dầu ăn á, rồi trộn đều lên rồi nếm thử coi, nếu mà mình thích chua hơn mình cho thêm muỗng giấm nữa đó, như vậy đó. Muốn mặn hơn thêm tí muối, trộn đều lên xong cái mình trộn với lại rau càng cua hoặc là xà lách nha, trộn với rau càng cua xà lách xong rồi cái cho thấm đều. À quên nữa, cả nhà phải cho cái hành hương, cái này là cái bí quyết của Xuân Hồng thôi nè. Hành 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 tím đó, hành mà mình hay phi thơm mình xào đồ ăn đó cả nhà, gọi là hành hương phải không? Cái mình bào mỏng ra, cái trộn trong cái sốt dầu giấm như thế này thì cái sốt dầu giấm của mình sẽ có một cái mùi thơm rất là tuyệt tuyệt vời lắm. Còn không có cái này ăn cũng ngon, nhưng mà thay vì mình trộn hành với trong xà lách luôn đúng không, thì bây giờ mình cho hành hương vô trong cái chén dầu giấm của mình nha, cho nó ra cái mùi thơm, cái mùi hành nó thấm vô dầu giấm nó ngon lắm. Rồi cái cả nhà mới rưới rưới vô cái xà lách sau, mình trộn đều lên cho nó thấm một loạt. Sau đó cái gấp ra cái dĩa mà xung quanh mình để cà chua, dưa leo hay là trứng luộc mình thái làm tư đó. Rồi cái mình mới xào thịt bò. Xào thịt bò thì dễ lắm, thịt bò filet mignon giống như ở nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng mà làm thịt